giờ và bây giờ chúng ta đến với cái vòng quay tiếp theo. Chúng ta sẽ tôi sẽ bật QR code lên cho mọi người tham gia nhé. À đây. Ma quỷ em à, em vào bắn là ma quỷ luôn đấy, ma vương ạ. À. Em vào bắn là các bạn những vòng ma đây. Palat này, có một bạn Palat này được, cho bạn Palat ở cánh tim. Được. Em nghĩ rằng nó có tí lôn tút đi anh, nó lòng vào lòng vòng. Đéo biết bắn luôn, lút tút lú lắm. Ờ, và lút tút lú vãi đái luôn. Nào, chúng ta sẽ đến với ngay trận đấu thứ hai. Mức rank là thoải mái. Có một ông mức rank flat để xem ông ấy vào đây, ông ấy sớm ông có bắn được mấy ông này không? Để xem mức rank flat có bắn được không? Bà, à, đây đây đây, bạn Am Ambat Just Me là flat. Just là flat, được chưa? Để xem là Just Me sử dụng quân bài đó, quân bài Chamber. Với mức rank là Platinum, không biết rằng là bạn ấy có thể gieo rắc nỗi sợ hãi xuống cho những bạn ở rank vàng, rank đồng hay không? Hay là bị bắn vào vào mồm nạn. Flashback. Vẫn là một tình trạng một tình huống smurf hoặc là có thể là đá xà chim đến từ phía quân bài xây. Chính xác. Đứng im không có một cái hành động di chuyển nào cả. Đây rồi. Ra ngoài trận đấu nào. Bắn chưa. Cái sổ như vậy là chưa. Để có flash column trả ra vòng nhổ nước bọt chúng này không đến chính một rồi. Bắn rất tốt đến từ vùng vùng có mình được một mạng. Trận này có vẻ như căng hơn trận trước anh em ơi. Đúng rồi, căng hơn rồi. Có thêm những quả flash được trả ra nhưng chặt cái gì? Chặt anh em trả cái gì vậy? Spike down A. One enemy remaining. Đồ đạc hơi nhiều nhưng không sao cả. Cuối con cover tốt có mình được một mạng. Abit chuẩn bị đuổi được rồi. Abit chuẩn bị đã được quá tốt và nó được chụp một kill cho Abit chuẩn bị. Đúng rồi. Bắn như Palat, bắn như Palat luôn. Cái tình huống vừa rồi là quân bài Gecko sử dụng cho mình rất nhiều những cái loại chiêu thức và đứng nhặt chiêu thức của mình khi cửa đang mở, và khi cửa mở rồi lại cầm ngay cho mình con Goodman để đáp. Tự bỏ chiến thắng ra khỏi tầm tay. Đi B ơi. Cầu gật chạm rồi đến từ Ambat Just Me. Ui, trông nó nghệ rất tự tin, rất tự tin. Các bạn hãy thấy sự khác biệt này. Một người rank flat bắn rất tự tin và kê chắc tâm hơn rất nhiều, chứ không có camera một tí nào cả. Đi lucker rồi. Ở Just Me. Đẩy ngược ra quý góc ngã rồi. Mẹo lầm vẫn đang sấy, vẫn đang sấy ơi. Trời ơi, chờ bắt bóng lùi về luôn. Us has gone. F1M chưa có mạng, nhà Abet Chutney có mình được một rồi. Vẫn đang đẩy ra Abet Chutney, biết rằng đối thủ đứng trong đây. Đó là mấy mạng rồi. Tình huống mà lừa được đối thủ, không đối thủ cũng tưởng rằng cái tay này đi đâu nhưng không, tay này ở ngay dưới chân rồi. Cầm bộ nào. Ôi ôi, bắn được này. Một ai spam rồi chó chết được cái team Omen. Và nó sẽ là 2-0 thôi. Và thậm chí bật đến tận 3 cùng với những thành viên của team thắng. Nó sẽ là 2-0 thôi. Nào, chúng ta xem quả KDA ấy. Ambat Just Me với rank flat có cho mình là 6-0-0. KDA có vẻ là một chút khác biệt. Tí nữa nếu mà ông này bắn tôi sẽ có một cái tình trạng. Ông này đang rank cao đúng không? Thì anh em mình cắt con mẹ được ultimate trên người đi. Đéo cho dùng nữa. Hợp đi anh ơi, đéo dùng cho mẹ. Đéo dùng ulti nữa. Cắt con mẹ tiền đi đúng không? Về đăng tiền nhớ, cắt mẹ tiền đi này. Cắt mẹ với con là 2.000. Cắt mẹ con 2.000. 1.500 đều ai biết rồi mà. Không ai đỉnh nhất nhỉ. Không ai đỉnh nhất. Gọi là giảm sức mạnh ngay giảm sức mạnh ấy. Có sự can thiệp của nhà cái. Ừ, nhà cái này. Chúng ta đẩy ra một mạng ngay không? Có một rồi. Bắn chung được của đối thủ. Bắn dây nè. Chết. Đó là một ai. Giảm sức mạnh cái Chamber chết luôn. Đúng vậy. Một round thi đấu cực kỳ cảm xúc. Chamber đang có trong mình là 7/8 lượng ultimate. Tôi sẽ giảm đi một cái ít. Vâng, tôi sẽ giảm đi một cái. Đấy. Khó chịu chứ. Rồi có tiền lên chứng to bắn cổ chưa. Khi mà các bạn là có người bước lên cao hơn thì sẽ bị giảm sức mạnh. Đó là nó sự... là thể thao chân chính. Đúng rồi, nó là thể thao chân chính đấy. Nó là sự thay đổi của nhà cái đấy. Đẩy ra không đây. Bây giờ thì chứng to rồi. Nhưng đến đây chẳng bờ phải bắn cầu lục. Nào, phải bắn cầu lục thôi. Tiền trên người không có. Vẫn tự tin. Vẫn chắc lắm. Đặt tầm vẫn chắc lắm anh ạ. Rồi, phải chắc chứ. Nhặt ọp à. Nhặt ọp mình lại giảm một phát nữa. Nhặt cũng như nhau. Nhặt không nhặt các bạn ơi. Vẫn là 6. Vẫn là 6 thôi. Không thể lên được đâu.
Giảm nên, thấy được chưa? Thấy được rồi. Anh có nhân vai giảm sức mạnh, anh ơi. Phải giảm rồi, sức mạnh vẫn phải là giảm rồi. Phải rất to. Để thua đến nơi rồi, hắn kinh là cái điều tương tự. Đẩy ngược ra. Gỡ luôn. Không dám gỡ luôn. Ui, bắn quá hay. Bắn này không phải là con 6. Phải đó, là con 6, hay. Đúng vậy. Bắn rất hay. Chopper bảo là tại vì sao tôi bắn giết được mạng như lượng anti-mage từ nãy giờ chưa có. Bắn toàn mồm. Bắn toàn mồm à. Nhưng mà bên kia lại vừa cho chính mình đấy. Đấy, tôi giả hôm nay còn 2k tiền thôi. 2k thôi, chỉ 2k thôi. Có lượng, có đếch trả ra rồi. Chạy. Kịp rồi, mắt thì không phá. Hay quá, bom rồi em ơi. Rồi bom thì bom đẩy ngược ra. Đó bạn cho bớt, đây rồi. Rồi cuối cùng, hết ra. Hãy xem là xem Platinum. Platinum xử lý, Platinum xử lý. 1m3 này. Úi dồi ôi, không được đâu. Giảm sức mạnh rồi, làm sao mà đủ nữa. Với tôi sẽ bắn 3 viên thôi, chỉ 3 viên duy nhất. Ôi nhờ, có anti-mage rồi. Không sao, lượng tiền ít này có anti-mage là cũng được. Thôi, không cần phải vào bên TP2 nữa. Trước mi đã có cho mình mạng rồi. Háng kinh. Ôi dồi, úi dồi, mày quá, vẫn bắn được kịp. Bắn vẫn kinh. Gót, lượng tiền được 4 người. Trước mi. 6.000 ôi mua nhanh thế, bạn này mua thao tác nhanh thế nhờ. Giảm nhanh kịp à. Bạn này mua thao tác nhanh lắm. Ôi chết rồi, bỏ mẹ rồi. Thôi để cho bạn 3.000 thôi, bạn ấy hết. Chi. Tao leo đến thì chết đi. Hắn kính thấy địch rồi, hắn kính bắn. Đúng, quả tâm bầu đuôi. Tôi sẽ phải trừ. Tôi phải trừ. Phải trừ hết anh ơi, bạn này trừ bắn chế biết rồi. Đúng vậy. Chúng ta sẽ phải nép lại. Giảm sức mạnh. Phải là giảm sức mạnh. Giảm sức mạnh. 14 mạng, anh nhìn kia bắn 14 mạng. Anh nhìn đó cả team bắn cho tôi 43 mạng. Nhưng mà tỷ số lại là 2 năm nhá. Nó không phải là tỷ số là 7-0. Nó không phải là tỷ số là 5-0. Nó là tỷ số 2 năm. Bên kia có sự chống cự. Bên kia là đang dãy ruộng. Nhưng mà cần chúng ta bút sức mạnh thì mới có thể dãy được anh ơi. Đúng vậy. Đẩy ngược ra từ Hàng Kinh. Hàng Kinh có một Hàng Kinh không làm được rồi. Đạo Lâm ạ, cũng Hàng Kinh rồi. Chứ không vị trí của kiểu rồi. Một mét bố nữ. Hết rồi. Một cầu. Mà sao bây giờ chúng ta sẽ đến với màn búp sức mạnh nhá. Hiện full anti-mage luôn. À có 7 đúng không? Tôi sẽ cho bạn này là được 7 anti-mage luôn nè. Đâu rồi. Ôi cố ngay cho mình anti-mage trong tay. Tôi sẽ búp sức mạnh để cho bên phía đội xanh. Bên phía đội xanh này họ sẽ làm mọi thứ. Có sự cân bằng ở đây. Ui đây rồi. Thể thao chân tính, thể thao chân chính đây rồi. Ui nó sẽ bắn nhạy cảm thế. Đây là cần phải úp sức mạnh. Đúng vậy, tỷ số bây giờ là 3-6. Chúng ta cũng phải full ultimate này. Full ultimate này. Lại liên tục full ultimate đến từ phía của team xanh. Chúng ta sẽ là cùng cổ vũ team xanh mọi người nhá. Full ultimate đến từ phía của team xanh. 5 ultimate đã sẵn sàng trên tay. Thể thao chân chính anh em ơi, thể thao chân chính nhá. Thể thao chân chính nhá. Yếu. Kit có bóng khá xấu đây nha. Đẩy và bắt được cái kiểu Just Me có vẻ như đang hơi bối rối. Từ nãy giờ không có văn đồ để bắn. Hay quá, đây rồi, chém. Tỷ số bây giờ là 4-6 anh em ơi. Rồi, có lẽ là một chút cân bằng rồi đấy. 4-6 rồi, cân bằng đúng không em? Nếu mà tính ra là một trận đấu vô cùng cân bằng đúng không? Chất gọi là chất thơ trong cái trận cái tầm này mọi người nhá. Face your fear. Ui, đi phía kia. Nhìn thấy cái gì cả, nhưng vị trí của Just Me có cho mình được một rồi. Xong kiểu là cái tương tự dựa bom mà không hề ai biết, mà tỷ số sẽ là 5-6 thôi. Quá muộn rồi. Hay quá, tỷ số là 5-6 à. Anh cần sự chênh lệch, anh cần tỷ số là 7-5. Ok em nhá. Đấy, chúng ta phải căn cho nó. Em sẽ biếu phù vào. Đấy, anh cần tỷ số là 7-5. Anh cần tỷ số là 7-5. Mọi thứ phải sự sắp xếp của anh. Bầu bóng này sẽ có người trích lại rồi. 100% Ôi thôi chết rồi, học của em ơi. Đây rồi, bắt chất mình các bạn rồi.
Chớt mi có mạng rồi anh em, chớt mi có mạng. Hàng tinh bắt được chết rồi. Được. Không, 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 last player standing. Oh, là 7 sao bên kia các thành viên của team Hàng Kinh. Ui, một round đấu mà giao tranh cực kỳ khốc liệt ở một bộ CC. 5v5, 5v3, 3v3 rồi 2v2. Anti. Tỷ số là 8-6. Dạ, hai ơi, chung khỏe một tí. 8-6, bắt đầu căng không? Bắt đầu căng rồi. Vâng. Và Just Me phải rất nhanh. Một tình huống phải rất nhanh. Nào bây giờ tôi sẽ bút cho bên phía Just Me thì nhá. Just Me là đúng không? Đây là 5 tiền đây, hợp lý đúng không? Nó là khó chất thơ đấy em ạ. Có. Ôi thở đây. Còn có cái bạn thứ 2 hết đạn rồi. Bên thì thế đừng đưa bên 2 đâu ai. Hắn có lát trắng. Đây rồi. Ôi, sẽ là cái double kill đúng là như thế mà mình ơn xây sớ quá rồi, tốn quá nhiều đạn, quay lạc vâng. Quay thì chúng ta nhảy đi, chúng quay anh ấy và quay được rồi. Thế hơi khó. Sớ quá. Ôi. Rồi có một rồi và tỷ số là 8 đều, quá căng thẳng, quá căng 8 thẳng. 8 đều, vâng. Rất căng thẳng luôn, một trận đấu tôi đảm bảo với các bạn, tuy bên kia là có một bạn rank flash, tuy bạn ấy giết được 21 mạng, nhưng bên phía của đội đỏ cũng có cho mình là Fury God cũng có 21 mạng. Trời ơi, nó là sự cân kèo, một trận đấu không có một bất kỳ một sự can thiệp nào để cho lệch kèo cả. Can thiệp để cân kèo, ui, nó cứ sao ấy nhở, nó cứ nghệ thuật thế nhở. Đúng rồi ạ. Chăm mơ đi. Ô, sao đông tập ăn chúng tôi. Ôi, cuối. Ôi, trời ơi. Chân mì có được một rồi, đẩy tay không thấy có ưu tiên đến từ chân mì. Tiếp theo thì một tìm cười. Gai gắn rồi. Có vẻ như sau khi không được búp nữa thì bên phía thành viên của Hàng Kinh đang bộc lộ lại chất mình. Chính quả lửa của mình. Một quả flash búp ra, không ai mù cả. Happy New Year. Tỷ số là 9-8 bên phía thành viên của team Just Me. Tỷ số là 8-9, ai bản lĩnh hơn, ai bình tĩnh hơn sẽ là người giành chiến thắng. You are divided. Back. Rất tự tin đi qua quả nến. Ui cái gì đấy, cái gì đấy. Vẽ màu được mắt nhưng vẫn có thể làm được rồi. Bên kia còn vẽ tinh hơn cơ. Enemy spike planted. One enemy remaining. Này, nó sẽ là 18 rồi. Cầm dao lên luôn. Cầm dao lên luôn. Tôi mạnh ơi. Một tình huống mà sử dụng dao này thì tôi cũng sẽ kỷ luật. Phải có tí va anh ơi, thích va đây. Penalty đến từ đó là quân bài của Patriot Me, tôi sẽ trừ đi cho bạn một điểm ultimate. Tình huống mà đã có chút những sự phạm lỗi. Đúng vậy, tình huống chơi chân đầy chất thép đến từ quân bài Chamber. Phải và phải 3 ngay. Nghe tiếng ăn rồi. Cảm ơn bảo tôi. Nào. Mấy ông cứ kêu là khổ Chamber, bây giờ anh bật tab lên cho các bạn xem nha anh ơi. Anh em thấy không, 24 mạng rồi mà nớp từ nãy giờ đấy thôi. Kìm hãm sức mạnh con quái cuối đây. Hay quá, đây rồi. Đây nhờ. Mẹ con quái cuối này. Đấy các bạn đây này. Thấy nhờ. Nào bây giờ anh em thấy khổ ai. Khổ ai. Thấy khổ ai. Đây rồi. Tươi màn hình. Tăng kinh có 1-1 rồi.
làm cái gì vậy God ơi, God mặt lộ hết ra, vẫn đang chết đeo lầm, mình chỉ có bị chi vua Gecko thôi, Gecko ngã rồi, double kill cho Omen. Nẹp như thế mà vẫn còn 326 mạng, thì tôi hỏi các bạn, 81 nhá. Gọi là nẹp tút cả quần vào rồi, vẫn top rác, vẫn 30 mạng. Vẫn 30 mạng, vẫn top rác, tôi đã nẹp như thế rồi đây. Chạy B kìa. Anh biết các thành viên của team Just Me. Ui, bắn rất tự tin luôn. Đúng rồi, tâm thực sự là rất chắc. Tâm bạn này rất chắc luôn. Đây rồi, chắc rồi, hết chắc rồi. Mày hơi rụt. Cameroon, Cameroon. Cái hơi Cameroon tí. Cameroon. Em đang nghĩ là một tí gọi đây hơi thải nhỉ. Hơi xấu chắc. 91 rết nó đẹp ấy. Cái kia cửa comeback vẫn còn mà đúng không anh? Đúng, khi mà không chạm mắt spoil thì mọi thứ vẫn là comeback được mà. Thì đưa về là 3 vết đài. Áng kinh phá con Alamot này và sẽ cu lại. Sao lại Alamot? Phá Wingman. Wingman. Abbot có một tiêu và gold dứt điểm đi Giang Henshot. Red đang rất đẹp. Vừa khen xong có cho mình là 26 mạng. Vừa khen xong thì có tình huống bắn hơi Cameroon đến từ phía của thân bài Chamber. Mày Chamber em thấy vẫn đang có bảo bản đồ đúng không anh? Chamber đâu nhỉ? Ui, có chicken gang này, chào mừng chicken gang này, bắn rất tự tin luôn, tay to luôn này, thể hiện là mình tay to này. Một nhổ vào mặt này, này xem nào. Một mạng này. Ôi giời ơi. Ôi giời đây ngay. Không được rồi. Hư này, hư này. Gặp cớm rồi. Này thì hư này, không được đâu. Nghe tiếng đi chuyển, chạy. Ôi giời ơi. Nó sẽ là 10-11. Ôi rùa chó em ơi. Không thì cũng rùa chó, đúng vẩy vớ va vớ vẩn vào mồm đối phương. Học là một chút gì đó nó hơi mang nào đây anh ơi. Và ui làm đôi. Một vết ba tìm cơ lắt, chân rip đang rất cao, rất đẹp. Rico. Gecko đang chạy lại trong ta, Gecko biết rằng tay clear nhưng thời gian đang không hề ủng hộ Gecko một chút nào cả. Hết rồi, tỷ số rất là 10-11 thôi, trận đấu đã trở nên quá âm dẫn và gay cấn. Quá gay cấn rồi em ơi. Quá gay. 10-11, 10-11 em ạ. Điểm qua một chút về cây lượng KDA của hai bên nhá. Bên phía của đội đỏ đã có cho mình quân bài Phoenix 26 mạng và chỉ có 15 lần nằm xuống. Bên phía kia có Ambass Church Me với mức rank là Platinum 27 mạng và 16 lần nằm xuống, rất đều. Một cái lượng KDA nó rất là cân bằng để cho một trận đấu này cực kỳ là sực sỡ. Các bạn đừng quên để lại cho mình một like mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng, bắt đầu pháo khủng thứ rồi, lộ rồi. Lộ rồi em ơi. Có ai dám mi lùa Chamber hay không đây? Còn như thế. Người chơi đáy rất to. Đặt tâm đặt tiểu. Telebot, telebiển. Ui dồi ôi. Ú là ông thầy giáo. Ừ, nhìn là mồm. Chẳng mơ bố biết hạ thôi. Đấy có cho mình cái mặt của đối phương. Gần gần đang bỏ chạy bỏ bê nhưng có người kia rồi. Không chạy chết rồi. Hư này. Hư này. Giờ chỉ còn mình với chị của em mới hết rồi. Em bớt cò khó rồi. Tình huống kill joy trong một cái thế rất khó để tìm tay. Rào làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Vâng, dao. Thôi cầm súng bạn dùng dao. Ui dao của họ. Ôi trời, 1 tỷ đô vào mồm. Thấy. Tình huống đấy là tình huống làm nhục nhá. Tình huống đấy là một tình huống làm nhục và xúc phạm cực kỳ lớn. Chính xác, lại va nhá. Lại va tiếp. Bao lại check pha ngay. Xem từ đấy vừa đấy là những thành phần nào có trong cái đội hình sỉ nhục người khác như thế. Tôi phải check pha này. Nào, tôi check pha xem là có những anh em nào nhá. Nào. Gecko này, Omen này, Wainer này, được chưa? Anh sẽ cho các bạn này bé trừ điểm này. Gecko đúng không? Giảm ngay cho mình hai này. Ơn sao thế? Nhầm bên kia. Bạn này không có tiền là trừ tiền. Leo Lâm này, có một biểu hiện nó không tốt này, trừ ngay cho mình 2 ultimate này. Bạn Omen đúng không? Ok này, bạn Omen này, 19 giáp rồi. À đúng rồi, phải bồi thường cho bạn kêu rồi đúng không? Tôi sẽ đưa cho bạn này một mức tiền đó là 3k5 tiền này. Ok này, đấy một tình huống check 3 xong mọi người nhá. Ok xong nhá, trọng tài phán đấy là quá chuẩn anh em ơi. Đấy. Sao rồi? Ủa? Chậm. Face your fear. Đây. You should run. You want to fight it. Đập ngay và cần đến từ leo lồng nào. Sao vậy? Đặt bom rồi. Ui. Trời ơi, gãy rồi. Không có cơ hội đến giải sau rồi. Ui. Vẫn đang tập 3 mà mặc dù không thì bé tông là số 1.000 vì ăn xích thì bắt được vị trí của Giang Enzo. Thì em đưa về là 1m3 nhưng mà Gustil có mấy cái bằng free god thôi đẩy gương ra. Rồi được có 1 thôi đến Giang Kinh 13-10. Mặc dù đã giảm sức mạnh rất nhiều rồi nhưng mà của Chơ Smi bắn vẫn quá kinh. Defenders win. GG guys. Hey ơi, GG.
Uầy, một tình huống check và có lợi thế dành cho phía team của đội xanh, nhưng mà rất tiếc tỷ số là 10-13. Không sao, đó là sự thành công của trận cướp tầm ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người nhá.